đó đó, thấy chưa? Dạ. Muốn được cái miếng thịt ở cùng nó mà nó nhìn mà nó ngon mà bắt mắt như vậy á là phải nhớ những gì tôi dạy, thấy chưa? Ướp thịt đầy đủ gia vị xong, ướp trong vòng 3 tiếng đồng hồ để cho nguyên liệu nó ngấm hết vào trong miếng thịt. Khi mình nướng ra nó mới ngon mà nó nhìn nó tươi nó đẹp vậy, hiểu chưa? À là mình phải càng ngâm lâu là càng 3 tiếng nó đủ rồi. Nhớ chưa? 3 tiếng là đủ rồi hả? Ừ. Chứ tưởng càng ngâm lâu là ngâm 3 ngày cũng được hả? 3 ngày là ngâm gầu từ dưới hồ mang ngâm lên á. Ôi nói gì đâu, nó ghê quá. Nó lúc nào cũng rỡ bởi vì không bao giờ tiến bộ. 8 năm trời cũng có như đó. Mệt quá. 8 năm trời dạy có như đây thôi nè. Vậy mà không chưa xong á. Ờ lo 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 đi, lau bàn ghế cái. Khổ ghê. Anh ơi. Gì em? Ăn gì? À. Vô ngồi đi. Dạ dạ em không có ăn. Em đến xin việc làm. Xin việc làm hả? Dạ. Ông Trúc, ông Trúc. Này, bàn ghế không có lo lâu dơ như vậy rồi khách vô ăn mà tao chạy vừa ăn đóng rồi. Xin việc làm. Con là Đạt, con tới xin việc làm. Xin việc làm hả? Dạ. Thì sao ngạc nhiên vậy? Mặt đẹp quá. Ủa hồi xưa con chưa lấy mặt con không đẹp mà. Mày đẹp cái gì? Mày đẹp cái bụng mày thôi đó. Ủa hồi mới vô cũng đẹp. Hồi mới vô cũng đẹp thật sự là vậy. Rồi làm một thời gian đầy đọa người ta, giờ người ta vậy. Nói một tiếng là cãi một tiếng. Không bao giờ chịu nhường nhịn nó hết. Nào con khách, mày nhìn tao chút xíu đi. À, hey. À đang thảo luận vấn đề mà công việc thôi. Đâu có, đang cãi lộn. Đang thật sự là đang cãi lộn. Đúng không? Cái này đâu phải thảo luận. Cãi lộn. Cãi lộn. Chấm hết. À. À, ở đây thì việc không có nặng nhọc gì lắm nha. Nhưng mà thật sự là đôi khi nó cũng dầu mỡ rồi nó dính vô người, nó dơ lắm á nha. Đúng. Được không? Làm được không? Được không? Dạ không sao chú. Chú nhìn con nghe thôi chứ cái gì con làm cũng được hết trơn á. Trời à. Còn cái gì mà con không biết á thì chú với anh chỉ cho con. Cái đó tất nhiên rồi nha. Không biết gì cứ hỏi nha. Rồi cái này nữa là làm nó cũng thời gian cũng rất là rộng nha. Làm từ sáng cho tới khi nào bán mà hết đồ ăn mới được nghỉ đó nha. Từ sáng tới hết đồ ăn thôi chú. Ừ. Đúng rồi, yên tâm đi, chỗ này bán đắt lắm. Mau hết sớm lắm, thiệt. Tính chú đi. Lương cũng thấp nữa. Bình dân mà. Dạ không sao, chú cứ thử về con đi. Lương bao nhiêu chú trả con cũng được chứ, con đúng lấy rồi, hết á. Đúng rồi, dưới đây được cái lương thấp nhưng mà chế độ dinh dưỡng rất là cao. Đó. Đâu phải đơn giản được cái bụng bự như vậy. Thí dụ như mà mình bán tầm tới 7-8 giờ mà mình thấy còn 2-3 cái sườn á, mình canh ông chủ mình lụm luôn. Hết đồ về sớm liền. Hiểu không? Hiểu chưa? Vậy nha. Làm em cái gì đó? Không có. Chỉ nghe em nó mấy tiếng tấu mà. Nhẹ nhẹ để lối xử đời. Thôi đi đây, nói chuyện với tôi. Đừng nói chuyện nữa nha. Ba lơn á. Chứ dạ. Gì? Ừ, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. À, nè. Cậu nói cậu đi làm mà không cần tiền bạc thì cậu đi làm cái gì vậy? Nói chú đừng có cười con chứ, con làm gì đam mê. Đi làm phục vụ cũng gì đam mê nữa hả? Dạ không, con đam mê nấu nướng. Con muốn làm đầu bếp. Với lại mấy bữa con vô đây á, con thấy khách đi ra vui vẻ, khen ăn ngon lắm. Nên là con muốn vô đây học nghề. Cái gì cũng vậy, có bí quyết của nó ha? Đặc biệt là nghề đầu bếp. Dạ. Nếu mà con thích vậy á, muốn học chú sẽ chỉ cho. Ok. Cảm ơn chú. Nhưng mà phải có kiên trì nha. Cái này nhiều khi học 10 năm mới xong đó nha. Gì lâu dữ vậy chú? Trời ơi, vậy là nhanh rồi đó. Tôi nói cho em mày biết. Đây, 8 năm rưỡi rồi mới nướng được miếng sườn nè. Nha, chưa qua đường lò thịt kho đó. À, lâu. Nói giỡn thôi. Dạ. Thật ra cái này là do năng khiếu mình thôi. Nha, mình chỉ cần có năng khiếu chút xíu, chăm chỉ chút xíu, chịu khó chút xíu là sẽ xong thôi à. Nha. Dạ. Mà nè, biết gì về nấu ăn không? Con thích nấu ăn lắm chú. Mỗi lần mà con về bếp á là con cảm thấy thích lắm, cảm thấy hạnh phúc nữa. Và đặc biệt á là con được nấu những món ăn đó cho nhiều người thưởng thức. Cũng được đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt con phải nhớ nè, muốn nấu ăn ngon á, ngoài những trang trí trong món ăn nó phải bắt mắt, mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta phải chọn những thực phẩm thật là tươi, thật là tốt nhất để mà cho họ ăn. Đừng vì doanh thu mà dùng món cửa ăn mà âu rồi thúi rồi rửa rồi nọ, thì cái đó không tốt. Hiểu chưa? Dạ. Con sẽ khắc ghi những lời chú nói. Vậy là tốt rồi nha. Thôi bây giờ chú có việc xíu. À, có gì không chưa học hỏi gì đó cứ hỏi cho sư huynh con nha. Đó là tình Nam nha. Dạ. Có gì học hỏi nói chuyện đó nha. Nam, có gì chỉ dạy em nha. Dạ. À, tôi đi đây xíu. Dạ. Ông chủ đi vui vẻ. Ừ. Xin đây. Ra đây. Để chỉ nướng sườn cho. Đầu tiên á, mình muốn mở cái tiệm cơm sườn. Muốn làm cho một dĩa cơm sườn ngon, đặc biệt là mình phải tìm cái loại nguyên liệu cực kỳ tốt
để tạo cái miếng sườn như thế này. Quan trọng nhất khi cái nguồn nguyên liệu đầu vào nó tươi vậy rồi á, thì chúng ta phải ướp gia vị trong vòng 3 tiếng. Thì 3 tiếng đó nướng miếng sườn ra nó mới có một cái màu đẹp như vậy. Dạ. Còn nếu mà ướp 3 ngày là ướp cậu. Không, chúng ta ướp miếng sườn. Ừ. Ủa, đơn giản vậy anh? 8 năm rưỡi mới được vậy đó. Thì em thấy đơn giản thiệt mà. Nó là nhấn luôn. Há tụt mút luôn. Thôi làm đi. Nam. À, được chưa? Anh nói từ từ lại giùm em có được không? Em trời đất ơi, để là để. Thời gian của huynh là vàng là bạc. Vàng bây giờ 70 mấy triệu một cây anh đó ơi. Đệ. Chỗ ta đang. Em gọi món. Chị cứ về chỗ. Chị vừa mới an toàn các em lại phục vụ chị liền. Ok. Nướng sườn đi, con thể hiện nè. À, dạ kính chào nữ quý khách. Dạ, quán chúng tôi là quán phục vụ những món ăn đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Dạ, trong đó có món được nhiều khách yêu quý. Đó là món xà bì trưởng. Xà bì trưởng là món gì? Là sườn bì chả. Ngoài sườn bì chả ra mình có gì nữa không? Có chứ, menu có nhiều món mới lắm. Ngoài món xà bì trưởng còn có món sâm bắp cướp. Là món gì? Cũng là sườn bì chả. Ồ, anh nói chuyện duyên ghê. Vui mà, nói cho vui đó. Vui. Vậy thôi cho em một dĩa xà bà cố đi. Xà à, hả? Thì cũng là sườn bì chả đó. Trời vui dễ sợ luôn. Hay lắm nha, bắt chèn hay lắm á. Bây giờ vô chuẩn bị món sợ bị chửi. Ồ, xà ghê. Thấy chưa? Mày thấy tao hay chưa? Anh hay thiệt luôn á. Hay sao hay? Phải lanh cái miệng như vậy, phải chọc cho người ta vui như vậy. Nên nhớ, phục vụ là một nghệ thuật. Mà người phục vụ giống như là một nghệ sĩ vậy đó. Mình phải làm sao cho thực khách hài lòng với mình. Thực khách hài lòng xong, thực khách quay trở lại, lúc đó mới thành công. Chủ quán cho gọi món, chủ quán ơi. Dạ. Ngọc Khang, nhớ chưa? Hồi nãy nhớ anh gặp bà khách đó nói gì không? Kính thưa quý khách, quán chúng tôi có món xà bì trưởng. Đó, cái chữ xà bì trưởng thấy duyên được không? Nói thấy cái miệng thấy cười liền đúng không? Dạ. Bốn củ sang lại, cứ vậy mà làm. Dạ. Y chang nha, không khác nha. Dạ anh ơi, à, quán cho dĩa xà bì trưởng đi em. À, anh đợi em xíu nha. Khách nói trước luôn rồi sao anh? Tại cái miệng em không có lanh nữa, hiểu không? Bây giờ ra nói là ngoài cái món xà bì chữ, trong thực đơn còn có món săn bắt cướp nữa. Săn bắt cướp. Duyên cái miệng liền đúng không? Săn bắt cướp. Nói cái cười liền đúng không? Dạ. Dạ anh ơi, trong mình... Có gì săn bắt cướp cũng được. Đây nha, đang đói á. Khách mày không có gì phục vụ á đệ, thiệt. Cái miệng mày không có lanh lẹ. Mày ra mày ấp úng còn tao nói hết bà nữa rồi. Chắc tao tiện nói làm phục vụ quá. Thôi vô làm cho khách đi. Hát công sức nãy giờ chỉ á. Chị á, chị mập mập ơi. Anh kêu hả? Dạ, dạ chị á. Ăn ngon không chị? Dạ ngon. À vậy hả? Lần sau ghé ủng hộ nha chị nha. À, anh, ăn ngon. Tôi đang miếng nào đâu ngon. Ủa chưa mang ra hả? Chưa. Đấy, người ta kêu nửa tiếng hồi. Dạ, dạ, chưa dạ, mang ra dạ. Cho người ta. Dạ, sao, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trời ơi là trời, để lâu ăn không ngon miệng á. Dạ, chú biết khách ăn ngon miệng. Ê, anh không ăn được mỡ hành đâu. Trong cái combo săn bắt cướp là có mỡ hành á. Ép anh ăn mỡ hành rồi tối nó hành anh rồi sao? Ờ, nhưng mà hồi nãy anh không có dặn là không có lấy mỡ hành á. Nhưng mà anh không được, à, không ăn được. Có chuyện gì vậy? Đạt, có chuyện gì vậy? Hả? Tôi không ăn được mỡ hành. Dạ, dạ, à, quý khách để em giải quyết, đợi em cái nha. Sao vậy hả? Anh hồi nãy trong cái combo săn bắt cướp là có mỡ hành mà anh không có dặn em. Trời ơi là trời, em phải hỏi kỹ khách chứ. Đâu phải khách nào cũng dễ thương. Có 5-7 là khách con hồn lũ đạn. Làm sao mình biết được? Mình phải hỏi để người ta đừng có ép mình vô cái thế của người ta chứ, hiểu chưa? Thì cái gì cũng tới anh hết á. À, quý khách thông cảm nha, vô đổi gì khác liền. Chà, giãn khách ha. Dạ. À, ngồi xuống, chút xíu làm. Anh em tâm sự xíu coi. Sao? Thế là phục vụ vui không? Vui với anh. Vui hả? Nói chung là mình cứ thấy vui trong công việc thì lúc đó mình mới nỗ lực cho cái công việc mình yêu thích. Anh Nam. Gì? À, anh thấy sáng giờ em làm còn ổn không? À, nói chung là lúc anh mới vô thì anh cũng còn tệ hơn em luôn á. Nói chung là anh bước vô anh phục vụ khách là khách bỏ đi hết. Mấy ngày đầu là ông chủ coi như là điêu đứng với anh mà. Ủa sao trời, quán đang đông khách mà sao nhiên bữa nay vắng khách dữ vậy? Đâu biết nguyên nhân do anh đâu. Nhưng từ từ rút kinh nghiệm em. Mình biết được khách hàng nào như thế nào, mình đối xử họ như thế nào, lúc đó khách hàng nó đến với mình, hiểu chưa?
Dạ. Đúng không? Cái tâm lý lắm, chứ không phải dẫn chơi đâu. Chứ không phải là chỉ đơn giản bước ra hỏi món ăn đâu. Mà nè, sẵn đây anh hỏi em luôn chuyện này nè. Anh đố em nha, ai là người trả lương cho mình? Thì là ông chủ. Trời, sai lắm cưng ơi, sai lắm luôn. Ôi, thật sự ông chủ chỉ mang cái dạng như là cái danh thơm lây là trả lương thôi. Khách hàng là người quyết định trả lương cho mình nhiều hay ít qua cái thái độ mình phục vụ. Em hiểu không? Có nghĩa là như vậy. Khi mà em phục vụ một cách tốt nhất có thể và phục vụ cho khách hàng cảm thấy hài lòng với em, họ trở lại quán ngày càng đông hơn, có nghĩa là em thành công. Lúc đó lương em sẽ nhiều hơn. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Chính xác chưa? Bởi vậy quan trọng nhất là gì? Phải hiểu được tâm lý khách hàng. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. Thôi dọn dẹp tiếp đi. Anh vô anh ướp thịt đúng 3 tiếng đồng hồ nha. Anh vô nghỉ ngơi đi, để em dọn này cho. Thịt nó mới ngon nha, dọn đi. Dạ. Ba, đi về. Con không về, khó khăn lắm con mới xin được làm ở đây mà. Ba mẹ nuôi con khôn lớn, bây giờ con trả hiếu như vậy đó hả? Bao nhiêu ngành nghề tốt đẹp không làm, chọn cái nghề cu ly rẻ mạt này. Tại vì con thích cái nghề này, con muốn làm đầu bếp. Con thì đậu trường y, tại sao lại không học, đi chọn cái công việc này là sao? Tại vì con thích. Ba cứ ép con học ngành y, cái nghề mà con không thích. Con cảm thấy chán nản và mệt mỏi lắm ba. Bộ ba không biết chán nản mệt mỏi hả? Nếu như ba cũng giống như con, vậy thì ai? Ai đứng ra trách nhiệm lo cho con, lo cho cái gia đình này? Con chỉ biết cho mỗi cái sở thích của mình. Con có cảm thấy mình quá ích kỷ không? Có bây giờ con thấu hiểu cho nỗi vất vả của cha mẹ mình không? Chính vì con thấy ba mẹ vất vả, mỗi lần ba mẹ đi làm về cực khổ, con đều xung phong vô bếp để nấu những món ăn ngon. Khi mà con thấy ba mẹ ăn ngon á, con cảm thấy rất hạnh phúc. Dần dần con định hướng được tương lai của mình. Con cảm thấy nghề đầu bếp rất thích hợp với con. Được, để bà chống mắt lên coi con sẽ tồn tại với công việc này được bao lâu. Đó, cái miếng sườn mà mình muốn ngon là con nhớ là khi mà nướng á, đừng để lửa lớn quá. Bởi vì nếu lửa lớn quá thì nó sẽ cháy bên ngoài, bên trong nó vẫn còn sống, hiểu chưa? Yeah. Cái điều đặc biệt á, trước khi nướng cái miếng sườn này mình phải ướp cho kỹ. Đúng rồi, phải ướp kỹ, ướp trong vòng 3 tiếng nha. 4 tiếng không được mà 2 tiếng cũng không xong, phải đúng 3 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó gia vị nó mới hòa quyện vào miếng thịt. Lúc đó nướng miếng thịt ra nó mới thơm ngon giòn ngọt. 8 năm rưỡi nó có học được chuyện đó thôi đó. Thôi, con nướng đi nha. Dạ. Thằng mẹ nó giỏi, phải công nhận luôn nha. Cái gì đâu mà nói một là hiểu 10, nói 10 hiểu 100. Dễ đào tạo, đúng là trẻ nhỏ thông minh có khác. Còn con thì sao ông chủ? Sao con làm khó ông chủ quá vậy? Cứ nói thẳng vào tim con đi. Nói chung là cũng được đó. Được á. Đại càng ngày nó càng giỏi. Sao con khen nó giỏi mà cái mặt mày buồn vậy? Buồn chứ ông chủ. Nó càng giỏi là ngày con xa rời ông chủ càng gần. Ủa là sao? Thì ông chủ nghĩ đi, nó giỏi như vậy thì tất nhiên phải giữ nó, phải đuổi con đúng không? Khùng quá à. Mình mới có phần 5 mà, mình còn nhiều lắm, còn khoảng mười mấy 20 phần lận. Đuổi con đi, ông làm với ai? Ông đừng nói vậy. Con hiểu được ý không? Con phải khử thằng này mới được. Mày đi hả? Không khử nó, ông chủ đuổi con làm sao? Bởi lúc đọc cái đầu óc đen tối, lúc nào cũng nghĩ y như vậy. Không ai nghĩ, tao chưa bao giờ nghĩ cái nghĩ đuổi mày luôn á. Ủa thiệt hả? Bây giờ mày nói tao bắt đầu tao nghĩ nè. Mày Mất chi nhớ. Coi như chưa nói gì hết. Lao tao quá. Chúng ta ông chủ cũng trọng tình trọng nghĩa quá ha. Chứ sao? Thương quá à. Mày đi hả? Có khách. Nam, vô coi đứng thịt giùm em đi, đếm tiếp cho. Trời ơi, sao biết con giống như vợ gì dưỡng lão. Chị muốn dùng gì? Thiệt, không biết là bên mình có gà không ta? À, dạ có. Nhưng mà có đảm bảo không bị H5N1 không? Dạ, thực phẩm của quán em là được kiểm định hết trơn rồi, chị yên tâm đi. Mình nướng bằng than hay là nướng bằng lò vậy? Dạ, quán em nướng bằng than. Vậy cho tôi một cánh gà phải đi. Cánh gà phải? Ừ. Ủa sao chị ăn cánh gà phải vậy? Hờ, không biết gì hết trơn á. Thì con người của mình á, đa số sẽ thuận bên tay phải đúng không? Thì mình nghĩ là con gà nó cũng vậy. Con gà nó sẽ hoạt động nhiều hơn ở cánh bên phải. Thịt nó sẽ dai hơn, chắc hơn. Em bán đó giờ mới nghe cái lý luận này luôn á. Rồi chị chờ em xíu nha, để em vô lấy cánh gà cho chị. Ok.
đâu bao giờ vậy đâu. Dạ, cảm ơn của chị. Chúc chị ngon miệng. Ok. Đạt. Dạ. Sao mày giỏi vậy mày? Mày giỏi mày không biết ngại luôn á trời. Anh làm 8 năm rưỡi không bằng mày làm 7 ngày. Thảo vì thấy sợ luôn. Em là có năng khiếu, có tài năng. Sao mình không kiếm những khách sạn lớn, những nhà hàng lớn, mình vô đó mình học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Nè. Chứ ở đâu. Ý gì vậy? Định tống cổ đi đúng không? Đúng không? Đúng không? Thôi nãy ông chủ đâu đuổi con tự nhiên con đuổi tao đi làm gì? Tại thực sự con thấy con bé nó giỏi quá, mình tạo cơ hội cho nó phát triển. Thằng Nam nó cũng đúng đó con. Mặc dù có 7 ngày mà chú thấy muốn hết cái để dạy con luôn rồi đó. Chú nghĩ là chắc con cũng nên kiếm một cái nơi nào đó nó phát triển nghề nghiệp của con hơn. Xuất sắc. 7 ngày thôi mà không còn cái gì để dạy. Học 8 ngày dạy ngược lại luôn. Thiệt. Không có. Tại vì con muốn ở lại đây với mọi người á. Tại con thấy mọi người vui vẻ. Trời ơi. Môi trường làm việc thoải mái lắm. Con cũng muốn phát triển cái ẩm thực của mình từ đường phố đi lên nè. Vậy đó hả? Con muốn ẩm thực của con á cho tất cả mọi người biết luôn. Còn có môi trường cao cấp hơn á. Tại con chưa nghĩ tới. Nhỏ này còn nhỏ sao có thai ta? À. Nó mới ở ói kìa. Để coi con sao. Kìa coi. Ây. Bình tĩnh chị ơi. Coi chừng bị cứng thai chị ơi. Coi có chuyện gì vậy cô? Quán không làm ăn kiểu gì vậy? Nguyên con dán. Anh là ông chủ đúng không? Dạ. Quán anh làm ăn kỳ cục vậy? Nguyên con dán vậy là sao? Chắc có gì dùm. Tại vì thường quán tôi mỗi lần mà mang đồ ăn ra này nọ, chúng tôi kiểm tra rất là kỹ. Không hề có chuyện nào đó chị ơi. Dạ đúng rồi. Cái này là cái gì? Cái này là cái con gì giống con dán. Chị không chứ chưa biết nói gì. Quán anh làm ăn mà không quan tâm tới khách hàng ăn uống như thế nào, rồi vì lợi nhuận mà buôn bán mất vệ sinh vậy hả? Bán đồ trôi nổi tôi kỳ mấy người. Kỳ hả? Chứ chưa có vợ đi tù. Mày bị cái gì vậy? Bình tĩnh. Không, bình tĩnh được. Ông chủ ơi, mình chia tay đi ông chủ. Không liên quan tới con. Cô ơi, thật sự luôn. Tất cả mọi lỗi lầm do ông chủ của tôi hết. Từ nguồn thực phẩm là ông chủ tôi lấy. Liên lạc với mọi người là ông chủ tôi lấy hết. Nấu nướng là ông chủ tôi luôn. Tôi chỉ ngồi chơi lãnh lương thôi. Không làm gì hết nha. Tất cả lỗi lầm ông chủ tôi. Mày nha, mày hèn mà hèn cũng vừa vừa thôi nha Nam. Chưa có gì hết mà mày chia tay sẽ nghe nha. Mày trái nhà mày là ông chủ. Không, con chưa có vợ mà ông chủ. Với lại bây giờ con ông chủ vô đó ai lo cho mình? Ông chủ vô trước đi, con lo cho ông chủ đúng không? Mày im đi. Được cái tật mà rồi. Bây giờ sao? Đây để em giải quyết cho. Nếu như chị nói mẫu thức ăn của quán của em á gây ngộ độc thực phẩm cho chị, thì em xin phép dùng mẫu thức ăn này mang đến cơ quan kiểm định. Nếu như họ xác định là đúng thì em sẽ xin lỗi và đền bù thiệt hại cho chị. Cái gì? Còn nếu không thì quán em sẽ kiện ngược lại chị vì tội vu khống. Kiện tôi? Tôi đâu có làm gì đâu. Kiện tôi chỉ nghe theo lời. Thôi được rồi, chị về đi. Chị nói với ba tôi á là cho dù ổng làm cái gì đi nữa, tôi cũng không từ bỏ đam mê của mình đâu. Vậy nha. Con tài giỏi lắm, như vậy mà cũng đoán ra được. Thì ra đây là chùm cuối à. Tôi thiệt không ngờ đằng sau một cái lớp áo lịch lãm như vậy là một tâm hồn nhơ nhuốc như vậy à. Cởi đồ ra, tôi coi ở trong đó có cái gì. Mà tại sao ông xấu như vậy? Ông tính hại con trai ông, hại cho tôi hả? Cởi đồ ra. Còn cô gái kia nữa, đứng đó làm cái gì? Cởi đồ ra. Coi trong đó tâm hồn nhơ nhuốc sao? Cởi ra. Điên. Cởi. Điên hả? Điên đâu có vụ gái cởi đồ. Cởi. Cái chị này không liên quan gì tới tôi á. Do ổng á, tôi không biết gì hết, tôi về. Đứng. Cởi. Đạt, bây giờ ba cho con hai lựa chọn. Một, theo ba về và chuyên tâm học hành ngành y của con. Còn hai, con cái việc ở đây làm cái công việc cu li mạt hạng này, và những người giúp đỡ cho con sẽ không có yên đâu. Ba, tại sao ba làm vậy? Con thừa biết ba muốn cái gì mà. Ba muốn con học. Con học cái nghề mà ba thích, chứ con đâu có thích. Ba có biết mỗi khi con lên ghế nhà trường con cảm thấy như bị tra tấn không ba? Ba có lường trước được cái hậu quả của nó không ba? Ông anh à, tôi có ý kiến thôi nha. Làm việc mà mình không thích á, đặc biệt là ngành y này, làm để cho có, làm xong rồi để đó, nó sẽ nguy hiểm mức độ nào không? Mà cái hậu quả của nó có thể đeo đẳng sức con anh suốt cả cuộc đời. Chú chừng cuối à, con nghĩ chú phải ủng hộ thằng Đạt. Thật sự nó rất mê cái nghề này. Nó mê dữ lắm.
mà biết bao nhiêu người làm cái nghề cu li mạc hạng như chú nói. Họ mê cái nghề này, họ đã thành danh mà. Sao chú cấm cản nó hoài vậy? Hả chú chùm cuối? Để con nó làm việc mình thích. Không thành công cũng thành nhân. Nếu không, nó sẽ chết dần chết mòn Đông Anh. Ba hãy để cho con nấu ăn cho ba mẹ được. Mỗi khi mà con vào bếp, lòng con cảm thấy hân hoan, hạnh phúc lắm. Ba có thấy được những cái khoảnh khắc mà con nấu ăn, con vui vẻ, con cười đùa, khác hẳn với ghế nhà trường của con. Con tin là con sẽ thành công trên con đường mà con chọn. Con mong ba ủng hộ cho con. Con không cảm thấy mệt nhọc và nóng nực khi làm công việc này sao? Dạ có chứ. Nhưng mà con vui lắm. Con vui vì chú với anh luôn thương con. Con vui vì được làm cái công việc mà con thích đó ba. Thôi được rồi, ba không ép con nữa. Con đã chọn công việc này rồi á, thì hãy cố gắng đi tới cùng. Đừng có giữa đường rồi chán nản bỏ không tới đâu hết. Không có đâu ba. Con sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Con sẽ nấu ăn cho ba mẹ ăn. Mà đặc biệt là những món ăn ngon nhất luôn đó. À, ông anh à, sẵn đây cũng cho tôi xin lỗi ông anh. Thôi, được. Nói cái ông anh à, ông anh à, vậy thì tôi biết ông muốn nói cái gì rồi. Cái này coi trên phim hoài tôi biết mà. Cái sau đó là con xin lỗi đúng không? Là thương bỏ đi, trời ơi, cái này chuyện nhỏ xíu con cũng chiếu vậy mà. Cái quan trọng là ông anh hiểu được con ông anh nó muốn cái gì và cho nó thực hiện ước mơ được rồi. Dạ. Sẵn đây làm món mời luôn. Mời chú ăn. Ba. Hả? Thì sẵn đây con mời ba ngồi xuống đây ăn món xào bì trưởng của quán con. Ủa, là món gì? Dạ là món săn bắt cướp ở chú chùm cuối. Món gì nữa? Là sợ bị chửi đó. Tôi tóm lại là món gì? Sườn bì chả. Chút. Cái gì? Tí mà cưới. Thì ra đây là chùm cuối hả? Đứng gì vậy? Bước qua. Rồi lại. Ủa đâu cột?